Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố binh sĩ và khí tài quân sự của Ukraine đã bị tấn công ở 112 khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong vòng 24 giờ qua tại Ukraine, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 29 máy bay không người lái của Ukraine và 5 quả bom thông minh AASM Hammer do Pháp sản xuất. Kênh truyền hình Al Jazeera ngày 1 tháng 5 đưa tin, các lực lượng Nga đã cử một sư đoàn để kiểm soát thêm một số ngôi làng ở phía đông Ukraine trong tuần qua. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các đồng minh châu Âu của Ukraine tăng cường cam kết cung cấp vũ khí và hiệu quả đầy đủ của viện trợ quân sự bị trì hoãn từ lâu của Mỹ trở nên rõ ràng. Phần lớn lợi ích chiến thuật của Nga đều đến từ phía Tây Avdiivka, nơi thất thủ vào ngày 17 tháng 2 và là nơi người Nga duy trì được đà tiến lên. Lực lượng Nga đã tiến vào phía Bắc, làng Semenivka vào ngày 25 tháng 4, tràn vào các làng lân cận Soloviove và Novobakhmutivka. Đến cuối tuần trước, Semenivka và Soloviove cũng thất thủ. Lực lượng Nga phát động một cuộc tấn công lớn vào Ocheretine ngày 27 tháng 4 và đang cố gắng tiến xa hơn về phía Tây. Trung tá Naza Volosin, người phát ngôn của nhóm Khotisia thuộc lực lượng lục quân Ukraine cho biết, Nga đã cử 4 lữ đoàn tham gia cuộc tấn công, khoảng 20.000 quân. Lực lượng dự bị của Ukraine được triển khai để tăng cường phòng thủ. Trong khi Nga tập trung vào khu vực Avdiivka, đà tấn công đã giảm bớt ở khu vực căng thẳng khác là Chasivya, cách đó khoảng 45 km về phía Bắc. Chasivya nằm trên một ngọn đồi, là nơi lực lượng Nga đang cố gắng kiểm soát nhằm làm cửa ngõ dẫn vào phần còn lại của Donetsk. Trung tá Naza Volosin nói với đài CNN rằng các lực lượng Nga đang nhắm tới việc tiến dọc theo con kênh gần Chasivya và chiếm giữ nó để đạt được lợi thế chiến lược trước các thị trấn quân sự quan trọng của Ukraine ở khu vực lân cận. Giới chức quân đội Ukraine nhận định các chỉ huy quân sự Nga đặt mục tiêu kiểm soát thành trì Chasivya vào ngày 9 tháng 5. Yuri Fedorenko, chỉ huy đại đội máy bay không người lái tấn công Achilles thuộc lữ đoàn xung kích độc lập số 92, dự báo 2 tháng tới đánh dấu cánh cửa cơ hội cho các lực lượng Nga. Theo ông, các lực lượng Nga nhận ra rằng Ukraine sẽ sớm được trang bị các hệ thống phòng không và số lượng đạn dược cần thiết tập trung ở tiền tuyến. Điều này sẽ khiến đối phương không thể thực hiện các nhiệm vụ với cường độ như hiện nay. Kể từ tháng 12 năm ngoái, lực lượng Nga đã tận dụng cơn khát đạn pháo của hệ thống phòng thủ Ukraine để tiến lên mặt trận phía đông gần Avdiivka, thực hiện bước tiến lớn nhất kể từ những tháng đầu xung đột. Tiến bộ của Nga khiến các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine cảnh báo về mối đe dọa có thể xảy ra đối với các tuyến đường tiếp tế ở chiến trường phía đông, nơi hiện đang ở rất gần tầm bắn của hỏa lực vượt trội của Nga. Cuộc tấn công được dự báo của Nga vào cuối tháng 5 tới có thể sẽ đe dọa sự hiện diện của Ukraine ở khu vực Donetsk. Nga đã tung nguồn lực khổng lồ vào hệ thống phòng thủ yếu kém của Ukraine trên khắp chiến tuyến phía đông, hướng tới 3 điểm then chốt, trung tâm quân sự quan trọng Pokrov, phía tây Avdiivka, cao điểm chiến lược Chasivya gần Bakhmut và Kurakhove ở phía đông nam.